Styren không vững với chất nào sau đây? Styren là C6H5, CH nối đôi CH2. Do nó có liên kết đôi, do đó tác dụng của brom qua là sai. Câu B. Có liên kết đôi tác dụng với hydro được, B sai luôn. Câu C. Có liên kết đôi tác dụng được với cao NO4, như vậy câu không tác dụng là câu D. Bây giờ ta có như sau. Brom chúng ta đi tác dụng với styren. Ở đây là tham gia vững cộng. Thì chúng ta lưu ý này. Brom chúng ta sẽ cộng vào đây. Vào đây. Thì khi đó liên kết đôi chúng ta sẽ biến thành liên kết đơn. Còn đối với hydro, chúng ta lưu ý cho thầy một điều nho nhỏ. Đối với hydro do có xúc tác, do đó nó gì nó sẽ phá vỡ liên kết đôi trong vòng benzen và ngoài vòng benzen. Cụ thể như sau. Đây. Các vòng benzen này. Vòng benzen có liên kết đôi, đơn đôi. Như vậy vòng benzen có 3 liên kết đôi cộng với một liên kết đôi ngoài vòng benzen nữa. Như vậy đây nó sẽ cộng tối đa 4 phân tử hydro để tạo thành sản phẩm là C6H3, phân tử hydro cộng vào đây thì nó sẽ là H11 CH2 CH3. Được chưa? Còn K14 chúng ta sẽ tác dụng được bởi vì nó có liên kết đôi. Còn phương trình chúng ta không quan tâm.